Thế giới hoàn mỹ tập 282, muốn thành tiên. Sao có thể, tuyết lâm trận tròn cặp mắt đẹp của mình, nàng cảm thấy khó mà tin nổi, nhìn một nửa thân thể tỏa ra ánh sáng thần thánh như thủy chiều kia mà ngay cả người. Bạc, không gì là không thể, thạch hạo thuận miệng lơ đã nói một chữ bạc lúc hắn muốn sửa lại thì phát hiện tuyết lâm còn đang ngẩn ngơ, không chú ý đến việc hắn nói sai không đúng, không thể là tiên, có lời đồn, chân tiên dù đã chết cũng không ai có thể đến gần, hiện giờ chúng ta tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy thì phải bị chấn thành bột minh. Phù văn tiên đạo sẽ hủy diệt tất cả, rất lâu sau, tuyết lâm mới hồi thần và nói thế. Thạch hạo thở dài chỉ đánh nói thật, tiên thể này bị người khác đánh một trường, hoa văn trong cơ thể cũng đã tán loạn, bị tiêu diệt sạch sành xanh. Đoạn tiên thể còn lại này, máu thịt đã sớm biến mất, xương cốt trắng nõn như ngọc, hào quang mông lung khuếch tán khiến người ta như tắm gió xuân, như tiến vào trong tiên trì. Không nên coi thường nó, tuy phủ văn đã tan rã, tinh hoa gần như mất sạch thế nhưng khí tức tiên đạo vẫn nồng đậm, ở gần nó tu hành thì sẽ được rất nhiều lợi ích. Người cũng có thể dựa vào đó để cất bước lên con đường tiến hóa, thành thiên hoàng chân chính, thạch hạo dụ dỗ. Tuyệt lâm quả thật rất chấn động, mấy tên này quả đúng là biết hành hạ người khác, không chỉ ăn thịt thanh thú của thần miếu, cả đoạn thần tử cũng đem nấu giờ lại lấy ra gần nửa bộ tiên thi thật khiến người khác kinh sợ đến tột cùng khó có thể tin lấy tiên thể này thì có thể trao đổi tin tức kia không thạch hạo hỏi với ánh mắt nóng rực hắn vẫn luôn nghĩ mãi về cung điện trí tôn từ hạ giới đến thượng giới đều từng nghe qua nhưng chưa từng được thấy bây giờ hắn đã trở thành truyền nhân của đạo tràng trí tôn nên càng thêm khát vọng tòa cung điện kia chắc phải để người thất vọng rồi tuyết lâm nhẹ nhàng thở dài sao thế lẽ nào là tin đồn thạch hạo ngần người khó tránh khỏi có chút thất vọng không ta quả thật đã nhìn thấy một con rùa khổng lồ cõng một cung điện cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn xuyên qua vách ngăn hai giới và xuất hiện trên mặt đất của thượng giới này tuyệt lâm khẽ nói ánh mắt có chút mất tập trung đến giờ khi nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy ngày đó thì vẫn làm cho nàng chấn động không thôi nó ở đâu thạch hạo hỏi đó là một thung lũng, ta cố nhớ địa điểm, nhưng khi đang đi tìm người trong tộc của ta để tìm hiểu thì lại bị lộ, cho nên mới bị đuổi bắt khắp nơi, Tuyết Lâm nói. Chuyện sau đó thì Thạch Hạo biết, bởi vì chính hắn đã cứu Tuyết Lâm. Cuối cùng, ta trở lại trong tộc, cổ tổ tự mình xuất quan chạy đến đó. Kết quả thật đáng tiếc, cung điện trí tôn đã không còn, con rùa cõng cung điện kia đã rời đi từ lâu, biến mất không còn tăm hơi. Hoài, Thạch Hạo khẽ than thờ một tiếng. Cổ tổ của ta không phải người thường, sống quá lâu, pháp lực vang dội từ xưa đến nay, không kém tồn tại mạnh nhất của tiên điện. Tuyết Lâm nói. Lẽ nào ông ấy phát hiện được gì? Thạch Hạo hỏi. Ông, cổ tổ ta căn cứ vào những manh mối rồi tiếp tục tìm kiếm, lúc này phát hiện cung điện trí tôn tiến vào sâu trong khu không người, việc này đơn tiết thật, ai dám đuổi theo? Tuyết Lâm thở dài, đây là nguyên nhân nàng bảo đáng tiếc sớm muộn gì cũng phải đi nơi đó, Thạch Hạo nắm chặt tay, hỏi nàng kỹ càng tọa độ cụ thể. Ở nơi nguy hiểm nhất, cổ tổ nói, cùng điện trí tôn hàn là đi tới cổ thành minh ước, Tuyết Lâm nói. Cái gì, tinh thần Thạch Hạo chấn động, sâu trong khu không người còn có cổ thành. Ngay cả thanh y, thỏ nhỏ cũng giật mình, nhao nhao hỏi. Ta cũng không biết cái cổ thành kia là như thế nào, cổ tổ chỉ thuận miệng nói rồi không đề cập nữa, sau khi trở về tộc liền bế quan không ra, tuyết lâm thật tỉnh nói cổ thành minh ước thạch hạo lầm bầm hắn nhanh chóng nghĩ tới minh ước thái cổ lẽ nào đó chính là nơi tiến hành cái gọi là minh ước năm đó trong lòng hắn ngạc nhiên khó hiểu sau đó hắn lại nghĩ đến biên hoang nghĩ đến bảy vị vương tội huyết nghĩ đến đại chiến đáng sợ của thế giới thần bí và chưa biết nghĩ đến thuyền cổ màu đen cùng bất diệt tiên tất cả những thứ này phảng phất có liên hệ với nhau như là một sợi dây nối liền tất cả Thạch hạo đau cả đầu, hắn mạnh mẽ lắc đầu để mình không rơi vào vòng lần quẩn kia. Sớm muộn cũng phải đi một chuyến, mở mang kiến thức xem thử cái gọi là minh ước thái cổ thì như thế nào, thạch hạo đặt trước mục tiêu cho bản thân. Trong suy nghĩ của hắn, những việc này cũng không tính là mục tiêu lớn nhất. Thế nhưng, đối với sinh linh của thượng giới mà nói thì chuyện này tương đương với việc chọc thủng trời, ai có thể đi đến đó, giờ này có bao nhiêu người có thể an toàn ra vào nơi sâu nhất của khu không người đây. Cảm ơn các ngươi đã khoản đãi, ta phải đi bê quan đây. Tuyết Lâm cáo từ. Ồ, người không muốn nhận thù lao sao? Thạch Hạo kinh ngạc chỉ chỉ tiên thể, ý nói có thể cho nàng một phần. Những chuyện ta nói cũng không giúp được gì cho ngươi, ai có thể tiến sâu vào khu không người? Đừng nói gì là tới gần cổ thành. Tuyết Lâm lắc đầu. Tào Vũ sinh, thành Y, Thỏ nhỏ cũng đều than nhẹ, khu không người quá thần bí, nó lớn hơn ba ngàn trâu không chỉ 10 lần, không ai có thể tự do thăm dò nơi đó tràn ngập sương mù, cũng ẩn chứa nguy hiểm kinh người. Nghe đồn, có thể có tiên thi còn bảo tồn hoàn hảo, có chân long còn sống, có tổ và trứng phượng hoàng, càng có chủng tộc trí cường siêu phàm. Nơi đó, không thể tìm tài nghiên cứu, là nơi cấm kỵ. Trừ phi có sinh linh thần bí dẫn vào, nếu không ai có thể đi vào, hơn nữa còn tiến vào trong thành cổ kia chứ sớm muộn gì ta cũng sẽ đi vào rời đi tiên cổ quét sạch địch thủ các giáo ta sẽ đến đó trình chiến thạch hạo nói thỏ nhỏ mở to hai mắt xem hắn như kẻ đần điều này khiến thạch hạo bực mình lại gõ nàng một cái khiến nàng ta hét toáng lên người có thể ở lại cùng tu hành với chúng ta rút lấy khí tức tiên đạo thạch hạo nói mời tuyết lâm ở lại ta tuyết lâm cảm thấy không tiện cho lắm tỉ tỉ ở lại đi nửa tiên thể như thế này thì chúng ta dùng cũng không hết thỏ nhỏ nói Cuối cùng, bọn họ chọn một tịnh thổ, chuẩn bị mượn tiên thể tu hành. Đây là một vùng núi hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cảnh sắc như thơ như vẽ, lòng đất ẩn chứa khí làn, tinh khí mịt mờ tràn ra. Đà thần thạch, tào vũ sinh liên thủ bày trận pháp, phòng ngược khí tức tiên thể tiết ra ngoài sẽ thu hút người khác, sau đó bọn họ bắt đầu bế quan. Sau khi mấy người nhìn thấy thạch hạo ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể luyện lờ một tia tiên khí thì mỗi một người đều rất phấn khởi, nhận được khích lệ, đây là một tấm gương sống sờ sờ. Ngoại trừ thỏ nhỏ, thanh y, tào vũ sinh, tuyết lâm thì đã thần thạch, hoàng điệp cũng đến gần nhằm thử hấp thu khí tức tiên đạo. Ồ, còn có chút hiệu quả, thạch hạo kinh ngạc, sau khi hắn luyện hóa một tia tiên khí của đoạn thần tử, dù tầm bổ thế nào đi nữa thì hiệu quả cũng không lớn không nghĩ tới. Lúc này tu luyện bên cạnh tiên thể thì tia tiên khí bên ngoài cơ thể kia lại lớn hơn một chút, đồng thời càng lúc càng an lành và thần thánh vô tận mưa ánh sáng không ngừng bị rút ra tiến vào trong cơ thể, cọ rửa thân thể, ôn dưỡng phủ tạng. Đây là khí tức tiên đạo, có hiệu quả vô cùng tận, ngừng tự cùng tia tiên khí của bản thân hắn. Nhiều ngày sau, Thạch Hạo vững tin ánh sáng tỏa ra từ đoạn tiên thể này đã không còn tác dụng với hắn, tia tiên khí kia của hắn đã được tầm bổ đến cực hạn, không cách nào tăng thêm nữa. Đại viên mãn, Thạch Hạo mở mắt ra, nếu như lại muốn có thêm thu hoạch thì trừ phi tu ra tia tiên khí thứ hai. Còn như hòa tiên cốt vào trong thân thể thì hắn chắc chắn sẽ không làm, đừng nói nửa đoạn hài cốt này đã không còn phủ văn tiên đạo nào, ngay cả có thì hắn cũng không làm. Trần thân của hắn sẽ không kết hợp với bất kỳ ngoại vật nào, tất cả phải chính mình tu luyện mới được. Không bước ra được bước kia, không tu ra tiên khí thì cuối cùng là không cách nào hấp thu được khí tức tiên đạo vô tận này, tuyết lâm thầm nhẹ bọn họ ở đây tu hành không ngừng dẫn dắt mưa ánh sáng tiến vào cơ thể tuy có thể tầm bổ nhưng cuối cùng những ánh sáng kia vẫn là muốn tản bỉ căn bản không giữ lại được bởi vì bọn họ chỉ là thân thể bình thường không thể giữ lại được khí tức tiên đạo tuy vậy việc này vẫn vô cùng có ích với bọn họ thân thể trải qua việc tầm bổ như thế giống như đang gột rửa càng ngày càng trong suốt như ngọc bế quan nhiều ngày thạch hạo là người đầu tiên đứng dậy tiệt tiên khí kia của hắn đã sung túc từ lâu không thể tiến thêm nữa hắn đi ra bên ngoài thử sử dụng tia tiên khí kia phát hiện mất một chút thì nó sẽ tự đầy lại không cần dựa vào các loại như tiên thể để bổ sung nữa sau đó thành y tào vũ sinh bọn họ cũng xuất quan ở đây thu hoạch không nhỏ thế nhưng vẫn cần phải bước ra bước kia mới được nếu không khí tức tiên đạo chỉ có thể xuyên qua thân thể mà thôi tào vũ sinh nói hắn thể nhất định phải từ trận giới bước ra bước kia chuẩn bị rời đi đoạn tiên thể này tạm thời vô dụng với ta người mang theo đi Thạch Hạo nói, hắn muốn cân nhắc con đường của mình, muốn bế quan lâu dài. Được, nói không chừng có tiên thể sẽ dễ dàng bước ra bước kia hơn, Tào Vũ Sinh ngược lại cũng không khách sáo, mang theo tiên thi rời đi. Thành y không cần, chuyện quan trọng của nàng chính là kết thúc cùng chủ thân. Thỏ nhỏ lại đi con đường khác, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn gặm các loại thánh dược của Thạch Hạo, đồng thời cũng muốn trồng tất cả những cây dược kia. Ngày khác gặp lại, Tuyết Lâm hóa thành một con chim thần tuyệt đẹp. Vụ cánh bay lên trời rời đi. Thành y bạch y tuyệt thế vẫy tay, cũng bồng bềnh đi xa. Nếu ngươi muốn đi theo ta thì cứ vác lấy mấy bao dược này, Thạch Hạo thỏa mãn nguyện vọng của thỏ nhỏ, giao một đống bảo dược cho nàng bảo quản. Trên thực tế, để thỏ nhỏ đi theo hắn cũng cân nhắc từ góc độ bảo vệ. Đệ nhất hiệp sát giả của thiên quốc khó phòng bị được, hơn nữa chỉ có Thạch Hạo mới có thể diệt, đạo của thỏ nhỏ chưa thành, nếu bị chú ý thì chắc chắn nguy hiểm. Thanh y có thanh nguyệt diễm, không sợ tào vũ sinh thì có đệ tam sát trận của thượng giới, tương tự cũng có thể ngang dọc một phương. Ba ngàn đường đá, ánh lửa liên miên sáng lên, cuối cùng cháy hừng hực nhấn chìm toàn bộ con đường, sông thẳng lên đốt cháy chín tầng trời. Thật biến thái, thỏ nhỏ ở phía xa nhìn, cùng đà thần thạch, hoàng điệp đều rất giật mình. Thạch hạo lần nữa về lại nơi này, lần này lập tức nhen lên ba ngàn ngọn lửa, đồng thời để ngọn lửa cháy hừng hực, thế lửa hung hãn ngập trời, không gì sánh được trước kia hắn ở đây đốt đạo thì mỗi một con đường tuy bốc cháy nhưng ngọn lửa chưa đạt tới trạng thái cao nhất lửa lớn thiêu đốt bao phủ nơi này và đốt rất nhiều ngày thạch hạo ngồi xếp bằng nơi đó quần áo cháy sạch tia tiên khí vẫn trắng nõn như trước vườn quanh ngoài cơ thể chưa hề có bất kỳ biến hóa nào đường đã đến cuối cùng nơi đây đã không còn thích hợp cho mình bế quan nữa rồi thạch hạo nhẹ thở dài lần nữa mặc chiến y vào Trước đó hắn đã có linh cảm, hơn phân nửa đã không thể dựa vào phía cuối 3.000 con đường này để tu ra tia tiên khí thứ hai, vì vậy từng nói cho Thanh Y và Tào Vũ Sinh biết. Nếu như hắn không ở đây thì sẽ tìm một chỗ khác, bọn họ nếu xuất quan thì có thể đến đó gặp mặt. Một khu chiến trường màu máu cổ xưa, vô cùng khủng khiếp, một ngạt. Nơi đó có một cái xương sọ to lớn, cao hơn núi, một người xếp bằng bên trên, một thanh kiếm sắc bén gác ngang hai đầu gối dưới xương sọ trên chiến trường cổ xưa đệ nhất liệt sát giả thiên quốc lại vô cùng kính cẩn một chân quỳ xuống đất và đang kể mọi chuyện về hoang không nghi ngờ gì bóng người ngồi xếp bằng trên xương sọ cao hơn núi kia là quái thai cổ đại của thiên quốc một trong những kẻ đáng sợ và thân bí nhất nghe đồn ngay cả thập quan vương Ninh xuyên khi đối mặt sự đuổi giết của hắn cũng phải cẩn thận không dám có chút sơ suất nào một vùng đất cổ xưa khác khi chết chóc cuồn cuộn một thanh niên được minh vụ bao phủ, đứng đó như một ngọn núi ma, trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy, tựa như có thể nhìn xuyên hai thế giới. Đồng thời, cơ thể hắn cũng thỉnh thoảng xuất hiện ký hiệu thần bí, khủng khiếp vô cùng, lưu quang kỳ lạ tự nhiên tràn ra lại có thể làm cho hư không vặn vẹo, sụp đổ. Thần tử đại nhân Không ít quy trước mặt hắn, đều là cường giả của minh thổ. Nếu khắp nơi đều đi giết hoang, vậy thì ra tay đi, hắc ám thần tử lạnh lùng nói, minh vụ lập tức phóng lên trời hư không chung quanh đều sụp ra. Còn có một nơi, sắc mặt quái thai của đại quân đạo lạnh lẽo, nói, đoạn thần tử, người yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, sẽ có một chiến dịch nứt trời. Những nơi khác, một số rất ít người đạt được tình báo bí mật, sau khi tìm hiểu tình hình thì than thở, hoàng sắp tiêu rồi, chỉ cần bị phát hiện thì khó thoát khỏi cái chết. Ba ngàn con đường đá, đạo hòa tắt lịm, nơi đây vô cùng yên tĩnh. Đường rất dài, ba ngàn con đường này đều song song với nhau trong rất sâu thẳm và xa xưa, nơi đây yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi nên khiến lòng người yên tĩnh theo. Thạch Hạo ngước mắt nhìn, phải rời đi rồi, nơi đây đã giúp hắn hình thành nên một luồng tiên khí, tiến vào tiên cổ đã 2 năm, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở nơi này và cũng chính nơi đây đã có thu hoạch cực lớn đây chỉ là con đường để tiến vào tiên cổ. Trước giờ có vô số người đi qua thế nhưng không hề ai dừng chân lại mà hắn lại chọn nơi đây để bế quan và trở thành con đường của bản thân. Đi mau thôi, đừng ngay đó làm gì nữa, thỏ nhỏ vui vẻ ôm chặt một củ cải tử kim, vừa gặm vừa dục thạch hạo, kỳ thực đây là một cây nhân sâm thánh dược. Thạch hạo cũng không có lên tiếng, rất lâu sau hắn mới quay đầu lại nhìn về phía đà thần thạch, nói, bố trí một vài trận pháp có tốn nhiều thời gian không không lâu lần trước để đối phó với điều kỳ lạ và không rõ kia không phải đã bố trí một sát trận tuyệt thế sao thế nhưng thứ này cũng chưa hề dùng tới cho nên trận kỳ vẫn đang ở đạo đài phía trước kia đa thần thạch nói nó có chút khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy tốt lắm bố trí lại lần nữa đi nhất định phải mạnh nhất và có lực sát thương lớn nhất thạch hạo nói ở đây luôn không phải giờ đi rồi à làm như vậy thì quá lãng phí Đà thần thạch nói, tuy rằng của cải của bọn họ hiện giờ có vô số, thần liệu chất trồng như núi thế nhưng cũng không nên tiêu xài như vậy. Không sao, gia sản của đoạn thần tử, truyền nhân tiên biện, quân đạo đều bị chúng ta cướp sạch cả, thiên tài địa bảo chất đóng như núi nhỏ, cũng nên để những thứ này phát huy tác dụng cho rồi, thạch hạo nói. Đà thần thạch cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì, lúc này liền hiểu hắn muốn làm gì cho nên cười khà khà không thôi. Thạch Hạo cũng cười theo, tiếng cười vang vọng khắp ba ngàn con đường đá này. Thỏ nhỏ vuốt vuốt mái tóc dài màu bạc ngang eo thon đồng thời trừng cặp mắt to của mình, nói, hai người các ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Đạo đài không ít và trận kỳ cũng có rất nhiều, những thứ này được nhanh chóng bố trí bên trên những con đường đá kia. Tất cả trở thành một đại trận khiến người bước vào trong sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm và đáng sợ. Thạch hạo tự mình xuất thủ, hắn dùng pháp lực tạc nên một bức tượng của bản thân trông vô cùng sinh động sau đó đặt bức tượng này ngồi xếp bằng ở trong tâm trận và quay lưng về các tiểu thiên thế giới của tiên cổ bố trí một ẩn trận nữa đi dù cho có thiên nhãn thông cũng có thể che giấu được không cách nào hiểu thấu thạch hạo nói đả thần thạch ra tay bố trí một trận pháp đắng sau bóng lưng này hơi khó đó đả thần thạch đau khổ lấy ra một trận kỳ chiếm được từ truyền nhân tiên điện rồi bắt đầu bố trí trận kỳ này có thủ đoạn của tiên đạo được mang từ trong tiên điện ra và có hiệu quả tuyệt diệu như liễu thần từng bố trí ở thạch thôn Mày đoạt được nhiều đạo đài và trận kỳ như vậy, giờ bố trí có mấy cái mà cũng khó khăn vậy hả? Thạch Hạo nói. Đừng có mơ, một thứ cũng đã quá lãng phí rồi đó, ta vẫn còn đang nghiên cứu những thứ này, đà thần Thạch từ chối thẳng, thấy vậy nên Thạch Hạo đi ra xa và dùng thiên nhãn để quan sát. Ồ, có hiệu quả, Thạch Hạo kinh ngạc. Tất nhiên, phải xem thử là ai ra tay chứ, không quan trọng là trận kỳ nhiều hay ít mà phải chú ý ở việc bố trí những phụ kỳ như thế nào, chuyển nhân tiên điện vốn là kẻ ngoại lai. Những thứ đồ này ở trong tay ta thì chắc chắn giá trị sẽ tăng lên chục lần đó, đà thần thạch tự sướng nói. Từng lớp sát trận che khuất nơi trung tâm sau bóng lưng kia, không cách nào nhìn thấy được. Vẫn thiếu một chút, nên bày thêm một vài kỳ trận nữa, chỉ cần có người tới gần là sẽ bị dẫn dụ hoặc chuyển thẳng vào trong trận pháp thì tốt nhất. Rất hiển nhiên, yêu cầu thứ hai mà Thạch Hạo đưa ra lại khiến đà thần Thạch tốn công thêm lần nữa. Cuối cùng, đà thần thạch lại động thủ, ở phía xa nhất bố trí rất nhiều lớp mê trận, thậm chí còn có đại trận ẩn hình khiến tất cả nơi này đều biến mất. Hai tên các ngươi đúng là kẻ ác ôn, thỏ nhỏ đánh giá. Người không có định ý thì sẽ không phát hiện, nhưng chỉ cần có người nhằm vào ta, có người tốn công sức tìm kiếm ta thì mới phát hiện ra được kẻ hở. Cảm thấy trong mê trận này có một thế giới khác và có người đang bế quan, Thạch Hạo hờ hững nói. Đi thôi, Thạch Hạo phất tay dẫn thỏ nhỏ, đà thần thạch. Hoàng Điệp rời khỏi đường đá, cứ thế biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hàn giới, đây là một nơi lạnh giá trong tiên cổ, là một tiểu thiên thế giới vô cùng đáng sợ. Vừa mới vào giới này thì thỏ nhỏ đã kêu lớn, quá lạnh, lạnh tới thấu xương, hơi thở vừa mới thở ra đã trở thành băng rơi trên mặt đất. Mặt đất khô nứt, lạnh lẽo vô cùng, nhằm thạch bùn đất rất cứng, đây là một tiểu thiên thế giới vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo. Mà đây chính là nơi cần tới của thạch hạo, hắn muốn sử dụng một vật muốn bế quan tu ra luồng tiên khí thứ hai, nghĩ tới nghĩ lui và căn cứ vào tình hình mình biết được thì chỉ có mỗi nơi đây là hợp lý nhất. Lạnh quá đi, thỏ nhỏ hét lớn, khí lạnh nơi đây rất quỷ quái, nó có thể xuyên qua thần lực và đánh thẳng vào trong xương cốt của người ta. Người là thái ông ngọc thỏ, đáng lẽ phải chống lạnh tốt mới đúng chứ, thạch hạo chọc ghẹo. Cũng đúng hơn, thỏ nhỏ rất hiếm khi bác bỏ, lúc này nhắm mắt cảm ứng rồi lầm bầm nói, chẳng lẽ nói, tiểu thiên thế giới này lại có trí bảo thái âm sao khí lạnh bình thường không cách nào ảnh hưởng tới nàng chỉ có những thứ vượt xa tưởng tượng của nàng thì mới có thể như thế sức mạnh thái âm có thể hóa thành nước tẩm bổ vạn vật thứ này có thể hỗ trợ qua lại với đạo tự nhiên của ta nàng lầm bầm sau khi tiến vào tiểu thiên thế giới như muốn đông cứng người khác này thì thạch hạo lập tức tiến thẳng về phía trung tâm nơi đó là cổ địa lạnh lẽo nhất của giới này trời ạ à, là nơi quái quỷ gì thế này dù là thần thi cũng bị đông cứng luôn đà thần thạch kinh ngạc nó nhìn thấy thi thể bị chia năm xẻ bảy và đông cứng nơi đó phía trước từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng lượn lờ đâu đâu cũng là một màu trắng xóa vẻ lạnh lẽo tựa như dao chém thẳng vào mặt sau khi tới gần thì khiến người khác càng cảm nhận rõ vẻ đáng sợ của khu cổ địa này những bông hoa tuyết kia ẩn chứa thần lực thậm chí còn có cả sát sơ khiến hồn phách của người ta sợ hãi đây không phải là tuyết bình thường tuyết trắng phủ kín trời cao, đầu đầu cũng là màu trắng, đầu đầu cũng là vẻ lạnh lẽo và ẩn chứa vẻ tiêu điều hiu quạnh. Ấy ra, là tuyết à. Tiến thêm mấy chục bước thì hoa tuyết to như cái chậu rất ầm ầm, sau đó là từng ngọn dao băng từ không trung phóng xuống, bên trong ẩn chứa thần lực. Nơi đây đúng là quỷ quái mà, gặp quỷ thật rồi, thỏ nhỏ nhây răng, tuy nàng vẫn đang cảm ứng bản nguyên của hàn giới này thế nhưng cũng không có phát hiện điểm kỳ lạ gì. Hoàng Điệp sau khi tới nơi này và ăn bán thần quả thì lại nhà tơ phong ấn bản thân và bắt đầu ngủ sau. Việc này khiến Thạch Hạo ngớ người đã hóa thành hồ điệp mà còn có thể kết kén. Đây là một vùng núi tuyết lớn, tuyết bay vạn dặm, băng phủ ba ngàn dặm. Đây chính là trung tâm cổ địa của Hàn giới. Ở trên đường đi, một cảnh tượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của bọn họ, có rất nhiều người tuyết với vô số hình dạng khác nhau đứng trong trong những động băng ống ánh ấy. Không đúng lắm, Thạch Hạo nhíu mày, tay áo lớn dương ra, phù văn khuếch tán đánh tan băng tuyết phủ trên những người tuyết nọ, từng thi thể đông cứng hiện ra. Những người này có nam có nữ, đều là thần linh nhưng cũng đã chết từ rất lâu rồi. Ngoài hầm băng, thỉnh thoảng có gió tuyết tràn vào vì thế mới bao phủ tất cả bọn họ. Nhiều thi thể thần linh như vậy, thỏ nhỏ hít một hơi lạnh, cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm, khi chăm chú quan sát thì thấy bên trong không thiếu chân thần thế nhưng đều đã chết sẽ không phải là băng tiên thạch hay thái âm bản nguyên thạch gì đấy chứ. Đà thần thạch không những không sợ mà còn âm thầm hưng phấn, tuyên bố chuẩn bị kỹ càng sát trận để tiến sâu vào trong núi tuyết. bọn họ quan sát nơi này một thời gian rồi sau đó tiếp tục lên đường. Băng tuyết tràn ngập đất trời, hoa tuyết bao phủ khắp đất trời đầy đáng sợ, có lúc hình thành nên những làn sóng hoa tuyết từ trên ập xuống. Ôi, 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 chịu không nổi nữa rồi, thỏ nhỏ kêu lên, nơi này quá lạnh hơi lạnh có thể xuyên qua thần lực thẳng vào trong hồn phách của người ta. Sắp tới trung tâm dãy núi rồi, Thạch Hạo nói. Về đường, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể bị chôn trong băng tuyết, khi dùng thần lực đánh tan thì có thể phát hiện bọn họ là những sinh linh của các tộc. Ồ, trong hang động này có già có trẻ, lại có cả con nít, đà thần thạch kinh ngạc. Trong một hang đá trên đường ngang qua, bọn họ rất giật mình nhìn thấy cảnh tượng đó, đây rõ ràng là dân bản địa, đây là một bộ tộc. Bộ tộc này có hình người nhưng mọc sừng kỳ lân, tất cả đều bị đông chết. Bọn họ tìm dọc khu vực này, đánh tan tuyết động, nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, kết quả đều bị đóng băng, tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Đây là một bộ lạc, không biết nguyên nhân gì, tất cả đều chết cóng ở nơi đây. Tựa như có một luồng hơi lạnh đột nhiên kéo tới đông cứng tất cả thần linh, cuối cùng đông cứng dưới băng tuyết, rất nhiều người còn giữ tư thế khi còn sống, rất là sinh động. Thật lạ lùng. Thạch hạo kinh ngạc, hắn tìm thấy một tế đàn đã bị hư hại nhìn thấy một đám thiếu nữ đang hiến tế kết quả đều duy trì tư thế ban đầu bị đông cứng trong hầm băng trong suốt óng ánh đôi chân những thiếu nữ này thẳng tắp dáng người thon dài da rẻ trắng như tuyết mềm mại trước khi chết tựa hồ không có bất cứ đau đớn nào trong chớp mắt thôi liền trở thành mỹ nhân trong băng các ngươi nhìn thấy không bộ lạc này rất lớn trước khi chết tất cả mọi người dường như rất vui sướng như đang chờ mong điều gì đó kết quả không hiểu sao bị đóng băng và chết sạch thỏ nhỏ rất cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vù! Vừa lúc đó, tiền kiếm đại la trên người thạch hạo đột nhiên tự động phát sáng và khẽ ngân vang nhẹ nhẹ. Cùng lúc, toàn bộ núi tuyết đều bay lên mưa ánh sáng, trùng sang đáng sợ ngập tràn tựa như đang phi tiên, vô cùng thần thánh. Khí tức tiến đạo, thạch hạo khiếp sợ, bởi vì tiên khí bên ngoài cơ thể hắn cũng khẽ kêu và quay quanh thân, hiện ra vẻ lạ thường. Giết hoang, tiện hắn lên đường. Xuất phát bên ngoài, trong những tiểu thiên thế giới khác nhau đều đang điều động nhân mã và tập trung về một nơi nhằm đi chém hoang. tiền cổ, ở mỗi tiểu thiên thế giới chỉ một số ít người có nhanh nhạy thì mới sớm biết được một vài tin tức này nên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. trời ạ, quái thai cổ đại dẫn đầu, muốn tập hợp cùng nhau diệt hoang, chuyện động trời đang diễn ra. bọn họ muốn đi đâu đây? có người nhìn thấy, bọn họ đã tới 3.000 đường đá rồi, bây giờ dù ai muốn truyền tin cũng đã chậm, bọn họ đã đến nơi cần đến rồi. Khói đen cuồn cuộn, cường giả minh tộc liên miên, lực áp bức mạnh bạo đang đi tới trước đường đá. Phía sau, hắc ám thần tử đứng sừng sững tựa như một ngọn ma sơn, thân thể tự động tỏa ra phủ văn thần bí khiến hư không sụp đổ, giãn nứt. Một hướng khác, người của thiên quốc xuất hiện, một người ngồi xếp bằng trên một xương sọ cao hơn cả một ngọn núi, được xem là một trong những sinh linh đáng sợ nhất tiến cổ, cổ đại quái thai thiên quốc xuất hiện. Trung quanh hắn còn có rất nhiều sát thủ. Xa xa, những người giúp sức quân đạo cũng tới ngoài ra còn rất nhiều cao thủ khác. Người càng lúc càng đông, sát khí tràn ngập. Hà hà, quả là một cuộc thịnh hội, không chỉ có mỗi một vương của cổ đại hành động, cũng quá hoành tráng mà. Ba ngàn đường đá, có người cười nói, thế nhưng không có sự hưng phấn mà chỉ có thể khiến người ta cảm thấy lạnh run. Nơi đây cơ si phất phới, cường giả tập hợp, sương mù ngập trời, phóng tầm mắt nhìn bóng người dày đặc, sinh linh các tộc đều có, tất cả chia thành mấy trận doanh lớn. Hắc ám thần tử, quân đạo từng người nếu chuyển đi nhất định chấn động cường giả trong thiên hạ, lai lịch của bọn họ lớn đến đáng sợ, nhưng hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ, thực hiện cùng một hành động. Hoàng cung tàn thành tính, ngàn nhân tàn phá các tộc, trên tay dính đầy máu tanh, các tộc đều không vừa lòng, hôm nay muốn chung tay trừ khử hắn, cũng coi như một chuyện may mắn. Có người mở miệng. Khà, khà. Cách đó không xa, trên một xương sọ to lớn có một bóng người đang đứng, tiếng cười của hắn như xài lang hổ báo, khiến người ta tê cả da đầu. Đệ nhất thợ săn thiên quốc kính cẩn đứng phía dưới xương sọ, khoanh tay đợi lệnh xuất kích. Điều này khiến người ta chấn động không thôi, vương của thiên quốc, cái tên được xem là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong quái thai cổ đại, tự mình xuất hiện đồng thời hiện ra chân thân, không thèm ẩn nấp, đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Ngay cả thợ săn đứng đầu thiên quốc cũng phải cẩn thận như thế, trước mặt cái này cũng không dám thở mạnh, có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng tuyệt luân cỡ nào. Nghĩ lại tin đồn và những năm tháng huy hoàng trong lịch sử của hắn, mọi người hầu như muốn nghẹt thở, đây chính là sinh linh đã ám sát mấy vị vương cổ đại đoạn thần tử, người nhìn thấy không, ta đến báo thù cho ngươi, quân đạo nói, hắn được xương mù màu tím bao phủ, thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiếp người. Hắn đã chữa khỏi thương thế, giờ đến đây để huyết chiến. Đạo huynh của thần miếu, người không cần băn khoăn, giết hoang là trừ hại, liên thủ không sao cả, quân đạo nhìn tên còn lại cách đó không xa. Mọi người lần nữa lại chấn động, vương của cổ đại, từng người liên hợp lại cùng nhau, dù kẻ địch là ai cũng đều phải chết thôi nói nhiều làm gì, tấn công, giọng hắc ám thần tử lạnh lùng, hắn đứng ở phía sau, minh vụ bao phủ đất trời khiến nơi đây đen kịt như mực. Chỉ có thân thể hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể đánh nát hư không, đó là vì thể phách quá mạnh mẽ, cũng là bảo thể không thể hủy hoại được tích lũy từ kiếp trước, có phù văn mạnh mẽ nhất lưu lại trong máu thịt. Giết! Đại quân đi tới muôn phá tan trận pháp. Cơ lớn phần phật, sát khí như biển, bóng người nơi đây đông đảo, vô tận phù văn sáng lên, Triển ý ngập trời. Mấy vị vương cổ đại xuất hiện tiến về trước, dẫn dắt mọi người vây quanh đường đá, bắt đầu ra tay giết chết hoang. ầm. Trận pháp gặp phải sung kích, phù văn bên trong sáng lên đồng thời kèm theo tiếng quát lạnh đầy khinh bỉ, cút. Một tiếng này tựa như sấm sét chấn động đất trời, vang vọng bồn phương. Hoang. Thạch hạo! Có người gầm lên, dù hóa thành cho tàn cũng có thể phân biệt ra được đây chính là tiếng của hắn, ngoài ra còn có hơi thở của hắn khuếch tán ra. Đây là dấu vết thạch hạo lưu lại và niêm phong trong bức tượng của hắn, đồng thời trải qua tiếng vang trận pháp khuếch đại, hét ra như thế khiến trở nên đinh tai nhức óc, khiêu khích mỗi người. Hơn nữa, hắn còn rút ra một ít tinh huyết rồi được trận pháp kỳ dị gia tăng, tái hiện lại tinh lực khiến cho trong trận pháp có dáng lành cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm bóng người ngồi xếp bằng kia. Quả nhiên là ở đây, lần này ngươi có chấp cánh cũng khó thoát, rất nhiều người hét lên, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn có quái thai cổ đại tọa trấn nơi này mà không chỉ một người, bọn họ còn sợ gì, chỉ cần phá tan trận pháp này, hoàng tất nhiên phải chết, máu tươi trên đường đá. Giết, tiếng kêu giết vang trời, tất cả mọi người đều đã ra tay. Ngoài đường đá, nhận được tin tức, sinh linh các tộc nhanh chóng lao tới, tất cả đều khiếp sợ đứng xa xa nhìn lại. Ai cũng không nghĩ tới hoang lại bế quan ở chỗ này, ngay lối vào tiên cổ, ngồi xếp bằng trên đường đá, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đang tiếc mà, Hoàng Liền muốn chết rồi, dù hắn là thần nhân ngút trời, cũng không ngăn được các giáo liên thủ đánh giết, dù người như Ninh Xuyên cũng khó mà thoát vây. Phía sau, mọi người bàn tán. Ơm! Ừ. Trên đường đá, trận Pháp phát uy, đợt tấn công đầu tiên làm cho nó phản kích mạnh mẽ, đánh nát bốn mươi mấy người ngay tại chỗ, máu tươi bắn lên rất cao, xương trắng bay ra xa. Trận chiến này vô cùng khốc liệt và kinh người mới vừa bắt đầu liền đã chết nhiều người như vậy, nên biết đây có thể đều là cao thủ, đều là tình anh. Ngoài dự đoán, Hoàng cũng không nhúc nhích, cũng không lên tiếng nữa. Ta biết rồi, Hoàng đang ngộ đạo đến thời khắc quan trọng, thân thể khả năng bị thương, không thể nào đứng dậy được, thật sự uy rồi. Nơi xa, những người quan chiến biến sắc, có người đoán thế. Khà khà, Hoàng số tận rồi. Người không ra thì chờ chúng ta giết vào nhá, tiêu diệt ngươi trên đường đá mấy cánh quân cùng tiến lên tất nhiên cũng có người đoán được thạch hạo xảy ra vấn đề khi bế quan vì vậy giờ không thể ra mượn trận pháp ngăn địch ầm ừ. phù văn càng đáng sợ hơn bùng phát trận pháp thức tỉnh bao phủ một đám người lập tức kiếm khí ngang dọc nơi đây phù văn thiêu đốt hoa khói nhẹ nhàng tỏa ra tựa như ngân hà buông xuống một hơi thở thôi đã khiến cường giả liên tục nổ tung bị đánh thành xương vụn cùng máu lòng lỗ xương mù đỏ thẫm tràn ngập Giết! Chém rụng hoang. Phía sau có người quát lên, âm thanh lạnh lẽo, ngăn lại những người trốn trở về, ra lệnh. Nơi này sôi trào. Hàn giới, lạnh không tưởng, tê thấu xương. Sâu trong dãy núi, mưa ánh sáng đầy trời tựa như có người đang phi tiên, nơi này quá rực rỡ. Thạch hạo cầm tiên kiếm đại la, yên lặng đề phòng, cảm ứng khắp đất trời, đồng thời tạo ra động thiên duy nhất bảo vệ thò nhỏ bên mình, hắn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ sao lại có khí tức tiên đạo nhỉ, tia tiên khí kia vần quanh cơ thể hắn tựa như một con chân long. Hít, lẽ nào do ta không cẩn thận đụng vào tế đàn này, đà thần thạch nói nhỏ rõ ràng là vô tận năm tháng trước đây, bộ lạc này đang tế tự, rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đang hiến tế. Đáng tiếc, tế đàn không còn toàn vẹn, tế phẩm đều không còn sót lại. Lùi về sau. Thạch hạo nói, cẩn thận đề phòng, lùi về phía sau. Quả nhiên, sau khi họ rời khỏi tế đàn, mưa ánh sáng đầy trời kia biến mất, nơi đây chậm rãi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thật hoang đường, ta thấy vật liệu đá của tế đàn kia đặc biệt liền cắn một chút, lại thành như vậy, đà thần thạch thầm thì. Thạch hạo cau mày, ngay lúc nãy, nhiệt độ nơi đây trượt giảm xuống, quả thật uy hiếp đến hắn, nếu không tu thành một tia tiên khí, bản thân mạnh mẽ đến tận cùng thì tuyệt đối nguy rồi. Mãi lâu sau hắn mới thu hồi động thiên duy nhất và thả thỏ nhỏ ra lạnh quá, vừa nãy ta cảm giác được một loại sức mạnh thần bí, chỉ âm trí cường, thỏ nhỏ nói. Thạch hạo đánh ta lớp băng, để bộ lạc cổ xưa kia tái hiện thế gian, hoàn toàn lộ ra. Sân trại cổ xưa, phong cách tiên cổ, phong tình của kỳ nguyên trước, khu cổ địa này được bảo tồn hoàn hảo, băng tuyết nhấn trình phong ấn nơi đây rất hoàn chỉnh hoàn toàn tương tự với năm đó. Thật nhiều thảm thực vật, nhưng đều bị đóng băng cả mắt to của thỏ nhỏ láo liên nàng đang tìm kiếm xem thử có những loại thánh dược bị đóng băng hay không tình hình này nói rõ năm tháng dài rằng rạc trước đây hàn giới không lạnh sức sống mãnh liệt chỉ là một tai nạn đột nhiên kéo tới bao phủ tiểu thiên thế giới này làm đóng băng tất cả sinh linh rất khó tưởng tượng ra đó là một loại giá lạnh thế nào hẳn là ẩn chứa sức mạnh phù văn vô thượng nếu không chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế về tai nạn kia, không có chút manh mối, Thạch Hạo tìm khắp vùng bộ lạc này đều không phát hiện được gì. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ tế đàn kia, thể nào cũng có quan hệ với nó, Thạch Hạo cau mày. Cẩn thận một chút, thỏ nhỏ không đến gần mà nghe lời khuyên tránh rất xa. Vù! Khi tiên kiếm đại la chạm vào tế đàn thì chỗ ấy lại run rẩy, mưa ánh sáng lần nữa bay lên tựa như phi tiên, khí tức thần thánh tràn ngập và lạnh lẽo tới thấu xương. Thạch Hạo không lùi, hắn lấy vạn linh đồ nguyên thủy chân dài, nắm hai mảnh xương trắng nõn trong tay khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. Ầm. Ánh sáng tỏa ra càng rực rỡ hơn, mưa ánh sáng chiếu rọi, khí lạnh ngập trời. Tế đàn này đang lai động, tuy đã không còn toàn vẹn nhưng cũng có phản ứng kịch liệt, hào quang tràn ngập bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch Hạo cũng không lùi lại, một tia tiên khí trên người lưu truyền, cả người tỏa ra phù văn chống đỡ cơn lạnh tai nạn kia sẽ không lại xuất hiện đấy chứ, thỏ nhỏ sợ hãi. Chắc là không đến nỗi, giọng đà thần thạch không chắc lắm, trong lòng cũng thế, bọn họ căng thẳng nhìn chăm chăm chỗ thạch hạo. Thạch hạo nhắm mắt lại, thông qua thần giác hắn nhìn thấy từng chuỗi hình ảnh và các loại dấu ấn cổ xưa truyền lại từ tế đàn thì liền chấn động. Ta muốn thành tiên, bốn chữ điếc tai, tựa như sấm sét vang lên trong thức hải. Hắn nhìn thấy một người trung niên, anh tư vĩ đại, trên người kèm mưa ánh sáng cùng với cầu vòng rực rỡ. Khi thế đó, quy lực kia còn có phong thái nọ, chấn động lòng người. Từ xưa đến nay có ai thành tiên, ít nhất ở kỳ nguyên này không có, đều đã thất bại bởi vì quy tắc thiên địa đã mất, thế gian không tiên. Thế nhưng người này lại giống lên như vậy, chấn động trên trời dưới đất, khí tức cái thế. Người này tuyệt đối không kém Diệp Thiên Vũ, một tiếng hét làm ngân hà vỡ, trời đất cũng run rẩy, khủng khiếp vô cùng thạch hạo từ chỗ hư không thần đang biết được thời thái cổ diệp thiên vũ của đế tộc độ kiếp trong tinh không gần như đã thành công nhưng cuối cùng lại chết một cách không rõ một móng vuốt màu đen thò xuống nhấn chìm tất cả khí độ của người này không kém diệp thiên vũ chút nào quả nhiên quả nhiên mà có quan hệ với tiên đạo thạch hạo chấn động không thôi nhìn những hình ảnh nhìn bóng dáng người kia cùng ánh sang phi tiên người này không hề đưa tới khó hiểu cũng không xảy ra kỳ lạ hắn nhìn tất cả mà giật mình ba ngàn đường đá, tiếng kêu giết vang trời. ầm, Ở... Pháp trận bùng phát, đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, chụp xuống tất cả mọi người chung quanh, có trận pháp kỳ lạ kích hoạt khiến những người tấn công chỗ này rơi vào trong tuyệt trận. Mọi người lập tức hoảng hốt, mới vừa rồi còn ngoài trận, giờ lại không hiểu sao bị cuốn vào. Tiêu rồi, kia không phải chân thân của Hoang, chỉ là một bức tượng, là một âm mưu, quân đạo hét lớn, lúc tiến vào trong trận, mi tâm của hắn nứt ra và xuất hiện một con mắt nằm dọc. Lúc này khi đứng ở khoảng cách gần thì cuối cùng phát hiện ra sự thật. Thiền nhãn có thể mở ở mi tâm, cũng có thể trồng lên hai mắt, đáng sợ kinh người đến thế. ầm Ba ngàn đường đá rung động, trận pháp phát uy triển khai giết chóc tanh máu. Phương xa, tất cả những người quan chiến đều tái mặt, không tự chủ được mà lùi lại, đây cũng thật đáng sợ, vương của cổ đại buông tay thảo phạt, kết quả lại gặp phải tai nạn lớn lao. Trận chiến này, mấy cánh quân tổn thất nặng nề, gần như bị diệt sạch. Quần đạo rơi vào trong trận, thiêu đốt bí bảo nhưng cũng bị thương nặng gần như chết đi, khó khăn lắm mới có thể chạy thoát. Hắc ám thần tử thể phách vô song, thân thể tự phát ra bảo thuật mạnh mẽ nhất miễn cưỡng xông ra một con đường sống, bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Sự mạnh mẽ của thân thể hắn đã chấn động mười phương. Vương cổ đại của thiên quốc chưa hề vào trận, bình yên vô sự, nhưng cười gần một tiếng, nói thẳng trước mặt mọi người, ngày sau muốn tuyệt sát hoang. Trận chiến này làm bốn phương khiếp sợ, hệ ai trực tiếp quan sát thì không ai không sợ xanh mật, không thể tin được. Đại quân do quái thai cổ đại mang đến gần như tổn thất toàn bộ khiến người ta khó tin, tin tức truyền ra, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều ồ lên. Trận chiến này khiến tiên cổ dung truyền, cũng khiến các giáo ngoại giới chấn động.